Chào anh em nha. Hôm nay mình khui hộp một cái khui một cái thùng loa bát chét của thằng Trung Quốc đây. Đây anh em xem cái lái chép kèn này không có thông số gì hết, Trung Quốc này. Đấy, đây là loa bát. Bát này là bát sắp bát 30 đây. Đây cụ này chắc tầm 15 à. Đấy, còn nhìn vào trong này đâu trực tiếp luôn, không có phân tần, không có gì hết. Hôm nay mình có mua một cái cục phân tần về, này phân tần của đây PA2810 GPL đấy em, cục phân tần những cục lọc quá đầu sọ luôn đấy. Mình sẽ thử lọc, đây nó có hai đường, đường này là đường đường bát, đường này đường chét, còn đường này đường vào đây, hai cặp luôn. Đó, đồ sộ không? Hôm nay mình sẽ thử lắp cái cục phân tần này vào xem tiếng nó có hay không nhé. Anh em đón xem nhé. Ở đây anh em, tôi vừa đấu xong cái mạch đây rồi. Không có mấy hàn nên nói.